hôm nay là cô sẽ quay một con nick level 70 thì cũng khá là lâu rồi thì cô chưa có quay lại nick level 70 thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trở lại con nick 70 này nha. Thì đây cũng là một con nick mà cú vừa thu và cũng đã bay rồi nha các bạn, và hiện tại thì mình vẫn đang đồng hành với bạn chủ nick thôi, cho nên là lâu lâu thì mình sẽ ké vào quay một video cho các bạn xem. Thì trước khi vào video thì cho cú thương mại một tí xíu, thì đầu tiên là cảm ơn tất cả anh em đã luôn yêu quý và ủng hộ mờ rồi cú trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt là tuần này thì anh em ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt là mốc nạp nha các bạn. Tại vì cuối tuần này thì hiện tại là đang khuyến mãi 150%, và kèm với đó là có mốc nạp nè, rồi có cả nạp tích lũy, rồi nói chung là có đua tết nạp nữa, nó dồn nhiều thứ lại lắm, cho nên là anh em ủng hộ mình cũng rất là nhiều. Thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn. Thì nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu tìm nick nạp mốc, giao dịch trung gian, thanh lý nick, thẻ game hay là cài thuê bên theo tháng thì các bạn liên hệ với cú sang Zalo. Nhớ là chủ động inbox giùm mình nha, để cú có thể gọi là phản hồi các bạn nhanh nhất có thể. Và nếu như anh em nào cần gấp thì cũng có thể gọi trực tiếp vào Facebook, Zalo hay là số điện thoại giùm cú luôn. Nhớ là đừng có gửi kết bạn rồi để đó thì mình sẽ không biết các bạn cần gì để phản hồi các bạn nhanh nha các bạn. Rồi ok, thì cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã luôn yêu quý và ủng hộ MR cú ha. Thì các bạn cần gì thì cứ liên hệ sang Zalo. Rồi ok, đầu tiên thì cú sẽ giới thiệu cho các bạn xem sơ qua một tí xíu. Thì hôm nay là cú sẽ quay cho các bạn xem một con nick level 70, và đây là một cái con nick với lực chiến cũng khá là cao, 2.651k, và hiện tại là hạng 7 của server ha. Thì như anh em nhìn vào thì đây là một con nhân vật nữ rất là xinh gái, và sử dụng cho mình đó chính là cái set Kim Ngu. Thì đây cũng là một trong những cái set mà nói thật sự là tiên phong cho những cái set mới và khá là đẹp ha mọi người, không có gì để bàn cãi luôn. Rồi ok, hôm nay thì cú sẽ quay super karaoke nha mọi người, chứ ở thời điểm này mà cú cầm wow búa mà cú đi chiến thì chả khác nào là rất là khó để mà có thể trụ lại được với những anh em khác. Rồi bây giờ là lực chiến của chúng ta là còn 2.6 đi chẳng đi, và các bạn cú sẽ giới thiệu sơ sơ cho anh em về con nick trước. Thì ở đây hiện tại các bạn cũng thấy cho mình là một cái bộ nhẫn của nó thì cũng đã điều cộng 8 hết rồi nha mọi người, và nhẫn kim cương thì cộng 6 thôi. Và về vũ khí thì rất là nhiều, các bạn nhìn hồng cả một màn hình luôn nè hả mọi người. Ở đây thì nếu như mà những cái này hết hạn rồi thôi để cú bán đi. Rồi ok, mang cái này vô đó cho các bạn nhìn cho nó hồng hồng xinh xinh cho nó vui ha. Thì đây là một con nick cũng sử dụng cho mình là bếp rắn nha. Thì hiện tại bây giờ combo kara kèm với đó là bếp rắn thì anh em cũng biết là một cái combo mà rất nhiều anh em sử dụng rồi. Bộ ngọc thì chúng ta vẫn thiên về là tấn công hơn, và ở tầm này thì chắc là cũng ít chơi đào cho nên là không sử dụng miễn kháng nha. Thuộc tính của con nick này thì nói chung là cú cũng không biết là như thế này có được gọi là trâu không mọi người. Thì theo như anh em xem qua video thì anh em cũng có thể đánh giá giùm cú. Tại vì mình là một người kiểu như là mình không có chơi một cái con nick nào, cho nên là cũng không có theo dõi ở thời điểm này là những anh top nào đang là top 1 hay là thay đổi như thế nào. Thật sự là cái đó cú không có nghiên cứu luôn, nói thật. Anh em sai đâu đánh đó, thí dụ anh em sai, anh em inbox nhờ là nạp mốc 100, 200, 500, 1 triệu, 2 triệu thì cứ nạp thôi, chứ cũng chưa biết là mốc có quà gì luôn. Và những anh em cài thuê event thì anh em nói cứ làm giùm mình ghép ảnh hay là đáy biển hay là lãnh địa gì đó thì mình làm đúng rồi mình đi ra thôi. Cho nên là thật sự mà nói thì bây giờ có nhiều cái tính năng mới ra mắt gần đây thì cú cũng không có nắm được rõ luôn. Cho nên là mong anh em cũng thông cảm, thì chắc là cú cũng sẽ gọi là nghiên cứu nhiều hơn để có thể chia sẻ với anh em nhiều hơn ha. Rồi ok, thì đây là một con nick cũng rất là đẹp nha anh em, đá giá vàng, đồ đạc đồ thì nói chung là cũng ok. Ở đây là cái gì vậy? À, bánh uống mà cũng có mảnh sơ nữa ha mọi người, trời mới thấy luôn ấy. Rồi ok, nói chung thì nó chỉ như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu. Thì hôm nay là cuối tuần nha mọi người, và cảm ơn anh em đã ủng hộ rất là nhiều. Và hiện tại thì đang ở gà 12 thì cuối cũng không biết là chúng ta có trụ nổi được hay không đây các bạn ơi. Bắt đầu chiến đấu thôi. Bây giờ là hiện tại là mới vừa mở giải siêu cấp thôi, là 11:35 nha. Hôm nay là cuối tuần rồi, rất là vui. Tiếng đó là tiếng máy tàu đi ngang đó mọi người, không biết là nó có thâu vào đây nhiều hay không nha. Trận đầu tiên thì chúng ta gặp một bạn ở gà 15 nha, và nhìn bạn ấy cũng rất là xịn sò nha mọi người, và bạn ấy bắn trước chúng ta luôn. Và bây giờ thì đối thủ đã sử dụng cho mình là một pha băng, thì để xem là bạn ấy sẽ có đào hay không nha các bạn.
Thường thường thì nói chung là khi mà các bạn chơi 70 thì các bạn phải chấp nhận rủi ro là có thể đối thủ được tên ảo hoặc là có đối thủ ép cấp mạnh hơn các bạn bắn trước là rất là bình thường, và họ cũng có gọi là chơi đào rồi các thứ thì nói chung đối với cú thì nó cũng bình thường thôi các bạn ơi. Tại vì khi mà ở level 70 thì các bạn sẽ có nhiều cái tính năng nó gọi là maximum hơn là những bạn ép cấp ha mọi người. Nói chung thì xui thì chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Ôi trời, đào mà chúng ta không có miễn kháng mà còn thần báu nữa mọi người. Khóc thiệt chứ, không biết là trận đấu này thì là do bạn này bạn ấy có tên ảo hay là tên thật nữa cũng không biết được nha anh em. Bây giờ thì thật sự là những bạn 40, những bạn 50 thì không thể nào mà anh em xem thường được. Bây giờ đa số là những anh em ép cấp đang gọi là lên ngôi rất là nhiều. Và những cái server mới bây giờ nói thật với anh em là đa số là 1, 2, 3x là nhiều thôi. Chưa kể là ở cái phiên bản mới này nó vừa ra mắt là cái thẻ giảm ép như anh em thấy đó, là được các bạn sử dụng rất là nhiều, rất là nhiều. Phải nói là thật sự như vậy luôn. Cú sẽ chơi theo một cách gọi là cẩn thận nha anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho mình là một pha băng nha các bạn. Và sau đó thì cú sẽ ôm bạn này đi, sử dụng skill đề phòng là không có tôn nha anh em. Rồi bây giờ thì cú sẽ sử dụng cho mình là một pha 2, 3, 5. Và cú sẽ sử dụng cái gió ngược để làm lợi thế hơn. Wow, bạn này cũng khá là yếu. Vậy cho thấy thì cái trận đầu tiên khi mà chúng ta gặp bạn ấy là bạn ấy được tên ảo nha mọi người. Và cú rất là cẩn thận trong cái trận đấu này. Tại vì cú sợ là bạn ấy là một bạn khá là trâu, cho nên đây cũng là một cái cảnh gọi là đào được ấy. Cho nên rất là cũng sợ bị đào nữa nha mọi người. Mặc dù là cảm giác những bạn nhỏ cấp hơn đào thì nó không có cay. Thật sự là cú chỉ cảm thấy cay cú khi mà hai đối thủ đang chơi đam với nhau, gọi là đang chơi vui vẻ tự nhiên thất thế hơn chuyển qua đào á, thì thật sự mấy trận đó mới bực bội. Chứ còn bình thường thì nếu như từ đầu sấn vào đào luôn hay... Ôi trời, thoát rồi. Từ đầu sấn vào đào luôn, hoặc là các bạn cấp nhỏ các bạn đào thì cứ thấy rất là bình thường. Và đặc biệt là ở trong game thì như anh em nói chung là cũng có rất là nhiều luồng ý kiến. Tức là có những anh em nói là ừ chơi miễn sao thắng là được. Thì đồng ý là như vậy, trò chơi mà. Ai có nhiều chiến thuật hơn và ai có nhiều cơ hội thì phải tận dụng thôi. Chứ không có phân biệt là ừ phải chơi đam hay là phải chơi đào nha. Không ai bắt buộc việc đó nha mọi người. Cho nên là mong anh em thì cũng... đừng có quan trọng việc đó lắm. Còn đối với cú thì khi quay video cho anh em xem thì cú cố gắng gọi là tuân thủ về việc chơi đam, chơi đào đồ các thứ thôi, cho nó vui thôi. Chứ vô đây mà tự nhiên mình chơi mình đào anh em thì cũng không có gì vui. Tức là chơi đam đồ này kia cho có chiến thuật một tí xíu ha. Wow, cảm thấy lâu lắm rồi thì cú mới quay trở lại 70 đó nha các bạn. Tại vì dạo gần đây thì nói chung là những anh em mà có nick 70 thì cú cũng có thể gọi là mượn anh em để quay được, nhưng mà cú ngại lắm, trừ khi là những cái nick mà mình đang cài thuê, mình đang đồng hành thôi thì mình mới xin quay nha mọi người. Có vẻ như là thể lực của chúng ta khá là tốt hơn so với những bạn 70 khác nhờ. Một lát thì cú sẽ cho anh em xem bảo vật con nick này nha. Rồi thì chúng ta vẫn chơi theo chiến thuật cũ thôi anh em, tức là 2, 3 băng và skill, rồi sau đó là 2, 3, 5 đó mọi người. Rồi ok, bây giờ là kiếm một cái góc cao nha các bạn ơi. Bạo kích nha, bạo kích là ngon rồi. Wow, tuy là bạo kích chạy nhưng mà thật sự sát thương chúng ta gây ra cho bạn này cũng không quá nhiều nha. Và hiện tại thì bạn ấy đang bị chỏng đầu nha mọi người, chắc là băng rồi. Tại vì nếu như bay lên thì chúng ta tấn công là bạn ấy sẽ bay màu ngay. Và đây là một bạn rất là trâu nha. Chỉ là thể lực của bạn ấy có thể là thấp điểm hơn chúng ta thôi, nhưng mà về chỉ số tấn công và phòng thủ hộ giáp và sát thương thì rất là cao. Cho nên với một cái pha full dam và các thứ nhưng mà vẫn không có thể kết thúc được bạn ấy thì cho thấy cũng là rất là ok nha, rất là mạnh nha. Và vừa rồi là một pha băng sử dụng Beaver Mid nha. Ôi trời, đau thế. Nghĩ sao mà cái pha đó cứu Mid luôn anh em. Ôi trời ơi, pha ném bép thiệt chứ. Không nghĩ rằng là cái pha ném bét đó mình có thể miss á. Rất may mắn cho cú là trong trận đấu này bạn 70 sử dụng bia bơm nhưng mà bị lỗi nha. Đôi lúc bia bơm nó cũng hại thân chủ phép nhờ. Và cũng may mắn cho cú là chúng ta có tôn và kèm với đó là có thần báu nha mọi người.
Khoan để coi coi bạn ấy có dây chuyền chưa để cứu mua. Wow, mua sẵn luôn này mọi người. Nhưng mà ở đây thì khi chúng ta lên được gà 10. Ủa, gà 10 thì cũng... À đây 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 các bạn, gà 10 là nó khác nha mọi người, là được màu tím nha. Nói chung là cơ hội lên gà 10 nó không có cao, cho nên là khi chúng ta bật được vậy thì chúng ta nên gọi là sử dụng và mua ngay trước khi chúng ta bị đánh bay xuống nha các bạn. Bắt đầu là tầm này thì sẽ gặp những anh chị gọi là siêu VIP Pro rồi đấy. Ở tầm 70 thì đối với lượt chiến 2.6 triệu như thế này thì thật sự rất bình thường. Nói thật là như vậy luôn, bây giờ rất là nhiều những bạn 4X, nhất là những bạn 5X á, 50 và 5X á, những bạn lượt chiến mà trên 2 triệu thì phải nói rất là nhiều. Cho nên là một cái sự cảnh báo cho những bạn 7X rất là nhiều. Đa số bây giờ là 7X thì sẽ ở những cái server cũ nhiều hơn. Còn server mới thì các bạn thường thường là F cấp rất là nhiều, chứ cũng ít ai lên 70 lắm mọi người. Ủa trời, thoát hả các bạn? Ôi bây giờ nó, bây giờ nếu như mà đối thủ thoát là tự nhiên nó hạ kiểu như là bay màu ngay trong trận đấu luôn, chứ nó không phải ngày xưa mà nó giữ nguyên đó mọi người. Mình vừa mới vào mình thấy đối thủ tự nhiên bật chết hết hồn luôn, tính đâu có kỹ năng gì mới nhờ. Lâu lắm rồi thì mới chơi giả siêu cấp 70 lại nha mọi người. Con nick này thì mỗi con nick thì nói chung là nó sẽ có một cái tầm để các bạn đi được. Lên tới tầm đó thôi thì các bạn có thể sẽ bị đứng lại. Tại vì có thể các bạn ăn một trận, hai trận, sau đó các bạn thua lại một trận, hai trận, đó rất bình thường. Tại vì ở tầm này thì toàn là những bạn cao thủ thôi. Đây tiếp tục là một bạn 50 nha. Và vẫn là cái combo, rồi lại thoát nữa trời. Sao không cho cú có cơ hội để bem nhau nhờ? Nhìn có vẻ cũng rất là mạnh mà ta. Cũng gà 10, gà 11 thôi. Ôi trời, thôi chết rồi. Gặp gà 4 luôn các bạn ơi. Cầm cái gì đó nhờ, thánh kiếm à? Ừ, cú chưa được test thánh kiếm nha mọi người. Rất đau lòng, cái nỏ với lại kiếm á, cú chưa được test. Ủa sao bắn nhỏ xíu nha các bạn? Nhìn nó, nhìn vác thiểu điều là muốn gãy lưng luôn mà bắn ra nhìn chán thế nhờ. Ôi trời, bạn này bạn vác cái kiếm mà cứ tưởng tượng như là Tôn Ngộ Không mà bị núi đè vậy đó. Nhưng mà thật sự khi mà ném ra một cái kiếm mà cái rõ ràng các bạn vừa thấy là một cái va 5 năm, là một cái va mà được nói là tôn sùng nhất trong những loại vũ khí, và nó có hình ảnh rất là bá đạo, nhưng mà nó bắn ra những cái kim vậy đó mọi người. Trời đất ơi, thiệt chứ khá là bất ngờ cho cái thanh kiếm luôn thật sự mà nói nha. Rồi cái va bắn thường nó có bự không nhờ? Hoa vô sắc kìa. Ôi trời, mang cái set này nè mọi người. Đây, cái set này mà các bạn kết hợp với cái thánh kiếm á là đẳng cấp luôn. Thật sự là rất là giống nhau nha. Ở đây thì bạn ấy sử dụng cho mình là lì xì. Lì xì thì hiện tại là cú cũng có nick lì xì rồi và vẫn có thể test cho anh em. Và kẹt, ôi trời, trâu thế. Ôi trời, hơi khinh địch rồi anh em ơi. Ôi trời, một cái pha bắn của cú chỉ được có vài trăm máu đối với bạn 38 này thôi. Có vẻ như là cú hơi tự mãn rồi. Và kèm với đó thì cú cũng có cho mình một cái con nick là có đủ leo ganh lì xì và leo ganh sinh nhật luôn. Thôi chết rồi. Ui đau. Ủa các bạn, như vậy thì băng có trúng được không mọi người? Sao cú sợ là nó bị vướng ở trên đây quá các bạn. Ôi vướng thật rồi. Ủa, ở trên đầu của cú có hiện cái giò là cái gì vậy mọi người? Là khóa di chuyển á hả? Thật sự là mấy cái này cú ít khi để ý lắm nha. Thôi chết bà rồi. Ủa, cảnh này cảnh đào hả mọi người? Ui, cú cứ tính là nó sẽ rơi tới cái mí xe này nè, là nó cứng nè mọi người. Đúng là chưa từng trải thật. Quá đau lòng khi mà 70 để thua một bạn level 38 nha. Ước gì mình gặp lại được bạn ấy thì cú sẽ cẩn thận hơn trong những pha bắn. Cú chỉ đề phòng đối với những bạn 4X và 5X thôi, nhưng mà không ngờ là những bạn 3X bây giờ cũng rất là bá đạo nha mọi người. Hơi cay nha, cho tôi gặp lại bạn hoa vô sắc đó, đặng tôi có một cái pha gọi là chuẩn bị tinh thần thép mới được các bạn. Thật sự là ở đầu trận là cú cũng biết bạn ấy mạnh rồi, nhưng mà cú không nghĩ là mạnh đến mức đó, hiểu không mọi người? Cú thấy là cũng rất là... Ôi trời, sao bây giờ có nhiều cái cảnh mới thế nhờ? À, bây giờ là chúng ta sẽ chơi trò là chạy trốn nha mọi người. Đó. Rồi bay lên cái tháp Eiffel chơi nè. 1, 2, 3, 4, 5.
để không có bị đào nha. Tại vì Beethoven với lại sấm sét một pha bay lên cái đỉnh phải gọi là cực kỳ đỉnh luôn, đúng đỉnh luôn. Rồi bây giờ cô sẽ chụp hình nha mọi người. Đó, đứng lên cái đỉnh tháp một pha bay rất chuẩn xác nha. Và bây giờ thì đối thủ cũng đã sử dụng cho mình là một pha băng thì chắc chắn là sẽ đào thôi. Đào tháp này thì chỉ có hạt nhân mới cứu nổi bạn ấy thôi, chứ còn nếu như pha đào sáng xét bình thường thì chắc là mất hẳn 2 đến 3 lần đào đấy mọi người. Quần đùi mà vô cái cảnh này thì chắc bắn vui lắm á các bạn. Wow, sắp lá cà thôi à. Bằng tiếp thôi. Ôi, bò xuống đây là coi như khóc rồi. Một cái pha tự hủy đến từ vị trí của bạn 70 nha. Bây giờ là phải ném một cục băng và sau đó là phải gọi là leo lên một lần nữa. Thiệt tình chứ cảnh quá đi. Tuy nhiên thì đối với cái skill của Beto thì bạn ấy sẽ được sử dụng trong cái pha bắn luôn, cho nên nó tiện. Chứ nếu như mà bạn ấy sử dụng bếp rắn thì coi như là trong pha vừa rồi là khóc thét rồi. Liên tục là những pha bay nhảy khá là khó khăn. Tại vì vị trí của chúng ta đang đứng là một cái vị trí được gọi đắc địa rồi. Rơi xuống luôn. Rơi xuống đi. Lấy ra siêu cao rồi rớt mất tiêu nha. Wow, ủa sao cứu được hồi máu cái gì nữa giờ mọi người. Wow, đẳng cấp vậy ta. Ôi trời ơi, đừng có coi thường nha mọi người. Có tôn không ở đây. Ôi thôi chết rồi, coi thường kẻ địch rồi các bạn ơi. Ôi trời trời, hôm nay thua thảm hại thế nhờ. À, ủa, à, thì ra là như vậy. Thì ra là cái cảnh này là cái cây xanh này là cái miệng kháng nha mọi người. Bạn của tôi ơi, vẫn không có tôn nha các bạn. Rõ ràng là đối thủ của chúng ta 70 và bạn ấy đam gọi là đam mát lòng mát dạ luôn mà chúng ta vẫn không có tôn được nha các bạn. Quả thật là rất là cay nha. Đấy, bay màu ngay. Rất may mắn cho cứu là ở cái cảnh này thì ở hai cái cây xanh đó là sẽ không có đào được nha anh em. Mong là anh em cũng để ý qua video của cứu để các bạn tham gia những trận đấu thì các bạn cũng sẽ biết được. Hồi nãy cứu cũng tính đâu là cái trận mà gặp bạn 38 là ngay chỗ cái bánh xe đó đó, nó cũng là cảnh cứng các bạn. Thêm một phần khinh thường kẻ địch nữa đây. Kỳ này là cứu sẽ cho bạn biết. Nhưng mà thôi, cũng không có nên gái nhiều lắm nha anh em. Ôi trời, tự nhiên lại bay nữa. Cái gì vậy trời, sao hôm nay là gặp nhiều tai họa thế nhở. Cộng 2 đi. 9, 8 à mọi người, có 8 thôi. Cái đó chỉ 8 thôi. Đó. Wow, phải nói là bạn này quá trâu đi. Quá trâu đi. Một con level 70 như cú mà bắn bạn ấy cứ kiểu như cấu rỉa ấy mọi người. Đó, thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là một pha siêu cao của bạn Hoa Vô Sắc nha. Những bạn này nick châu mà còn bắn đẳng cấp như thế này nữa thì chả khác nào những bạn đồng trang lứa khóc thét là đúng rồi ha mọi người. Một cái pha cộng 2 của bạn ấy lại vô tình lại có tôn tiếp tục nha mọi người. Và đây là một pha băng. Thì đây cũng là một bạn gọi là có sự tính toán và có chiến thuật. Kèm với đó là bạn ấy bắn cũng rất là chuẩn. Và đặc biệt một điều là rất là mạnh. Thì đây phải nói là một bạn khá là hoàn hảo khi mà chơi con game này ha, có đủ các yếu tố ha, chắc là cũng con nhà, à không phải con nhà lính, cái gì nè, cái gì nhà mặt phố bố làm to rồi đó mọi người. Tiếp tục là một pha băng nha, để coi đẳng cấp của bạn này tới đâu. Ở đây băng được là cũng hay à, quá đẳng cấp. Cú đã nghi rồi, nhưng mà rất đáng tiếc cho bạn ấy là một pha băng không thành công đến từ vị trí của bạn ấy nhá. Rồi bây giờ như vậy làm sao mà tôi băng không? Thiệt tình chứ. Cho tôi một cái máy bay đi. Ủa trời. Cái gì đấy nhờ. Không có tôn luôn các bạn. Hôm nay cứ cảm giác là cứ hơi bị ngáo trong những cái pha bắn nha. Thật sự nha. Rồi. Ôi trời ơi. Ôi đau. Đau thế nhờ. Rất đáng tiếc cho đối thủ, một cái pha phải nói là có thể là sẽ giết cứu trong TikTok đó mọi người. Ok, bây giờ thì cứu sẽ chọn cách là chúng ta sẽ bên nhau lâu một tí xíu bằng cách là cứu sẽ bay nhảy nha mọi người. Đó, khóa di chuyển, bạn ấy đang bị dính cái đầu, nếu như cố tình bắn một pha nữa thì chắc chắn pha tiếp theo sẽ rơi vào đầu của bạn ấy nha. Rất đáng tiếc là mang cái xét cái đầu chi quá trời rồi che hết tầm nhìn nha mọi người. Đó, đồ đi.
À không tới, rất đáng tiếc cho bạn ấy là kỳ này bạn ấy BEM không tới nha. Nhưng mà cho dù bạn này thua thì cũng thấy là bạn ấy cũng rất là quay luôn. Tại vì đối với level 38 khi mà gặp 70 thì thật sự là không thể nào so sánh ngang tài ngang sức được. Ở đây Cú nói là không, cho dù lực chiến bạn ấy cao hơn thì cũng chấp nhận thôi. Thì phải nói là bạn ấy quá rồ, nhưng mà không thể nào so sánh kiểu thập khiển đó mọi người. Tại vì bạn ấy 38 thôi, thì tính ra nếu như bạn ấy lực chiến cao hơn chúng ta hay là ngang chúng ta thì quá là tuyệt vời. Nhưng mà cho dù ngang đi thì có thể là những cái chỉ số như là giáp hoặc là nhanh nhẹn hay là mọi thứ thì nó sẽ không có được bằng chúng ta kiểu như vậy. Nói thì cũng hơi vô lý á mọi người. Tại sao đã hơn lực chiến là mà không bằng? Ôi trời, lấy cái chữ này ra, cứ chụp hai con rắn đang hôn nhau kìa. Ôi mệt quá, qua bà nó cái khoảnh khắc đó rồi. Hồi nãy là bạn ấy có đào không ta? Có đào không mọi người? Ôi chết bà rồi, chơi đại đi. Chứ bây giờ mà ai mà nhớ nổi đúng không anh em? Rồi phải di chuyển. Đó, liên kích nha anh em. Rất trâu luôn các bạn. Tìa bắn, giảm thương, giảm sát, đồ các thứ các kiểu mà không lấy được nhiều mẫu nha. Cái đầu của mình, cứ nhìn cái đầu cứ thấy mệt quá mọi người. Cái đầu che hết tầm nhìn, không biết là có vướng nữa hay không đây. Vui nha, nhưng mà gặp bạn này vui nha. Nếu như bạn này mà có xem video của Cú thì nói chung là cũng hello bạn nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều trận đấu hơn ở những video sau. Mà có thể là hẹn nhau đi giải siêu cấp cũng được. Hơi hèn ha mọi người, Cú hơi hèn khi mà hẹn 38 á, nhưng mà bạn ấy trâu mà, bạn ấy hoàn toàn có khả năng win chúng ta, rất bình thường. Một pha băng rất chuẩn xác và bây giờ bạn ấy đang sử dụng cho mình là một pha máy bay. Vị trí bay bắn cũng rất chuẩn xác nha các bạn, chứ không phải gà đâu. Các bạn thấy những cái pha băng siêu cao và những cái pha bay cũng hoàn toàn rất là ok luôn ấy, không phải dạng vừa đâu. Tiếp tục là pha băng. Hay nhỉ. Rồi, tuyệt vời. Tại vì, ôi trời ơi, thiên thời địa lợi thì chớ mít hết đi. Ui, sao lại vướng vào đầu của Cú một cái nhờ, tức nhờ. Buồn nha, trận đấu này không có thi đấu được nhiều. Phải cho Cú những cái cảnh to hơn, Cú muốn những cái cảnh bự hơn để có nhiều cái pha vui hơn. Hết xu rồi anh em ơi. Buồn ghê, nếu như mà đi là chắc chắn gặp bạn ấy nữa. Thử vô đây trận ơi ha. Coi có ai không? Đang máu chiến mà tiếc là hết xu mua trận rồi. Nhưng mà bạn ấy bắn cứ cảm giác là sát thương bạn ấy gây ra cho chúng ta quá nhiều luôn ấy mọi người. Thiệt chứ, mình bắn bạn ấy chỉ có 800-900 máu cho một tia thôi. Rất là 5k, bạn ấy bắn chúng ta là có xuyên giáp, hạt nhân. Rồi có một pha rít là 20k máu cho một tia. Pha đó nếu như mà Cú ôm xô hết hoàn toàn mà vừa xuyên giáp vừa hạt nhân mà có nhiều pha rít, có thể là bay màu luôn trong một cái pha bắn đó mọi người. Là chứng tỏ là bạn 38 hồi nãy rất mạnh nha. Thôi để Cú vào top liên server Cú coi liền mới được các bạn ơi. Cú cảm giác là bạn này không hề, hồi nãy là bản tên gì nhờ. Thế là bạn ấy ở tầm 2 mờ mấy á, Cú nghĩ là như vậy. Nhưng mà 38 2 mờ mấy là quá rồi. Cái này là nick của Cú nè. Nick Cú đang quay đó mọi người. Đây bạn tre này cũng uống luôn rồi nè. Việt Hương Bắc Ca cũng là một bạn bắt con Cú. Ủa sao bạn ấy nhiều nữa mà có trong top không? Sao Cú nhìn không thấy anh em? Có chứ nhờ, tại vì bạn ấy rất là trâu. Thật sự mà nói là bạn ấy rất là mạnh nha mọi người. Nhưng mà tự nhiên quên cái tên rồi. Quên cái tên mà tìm thì cũng hơi bị tào lao đó mọi người. Không, Hoa Vô Sắc, đúng rồi, bạn ấy tên Hoa Vô Sắc. Đâu, không thấy rồi. Thôi kệ đi. Bây giờ thì Cú sẽ tìm đối thủ nha. Thí dụ mà có thì chúng ta sẽ chiến đấu, còn không thì chắc là Cú sẽ ngưng video nha. Nói chung là ngày hôm nay gặp được bạn Hoa Vô Sắc thì cũng có nhiều cái trận đấu nó vui hơn. Nãy giờ thì gặp mấy anh em mà cảm giác yếu yếu hơn thì mấy bạn
thoát lẹ quá, không có bắn được cái gì hết và cũng không có cân xứng nha. Gặp mấy bạn to thì như anh em thấy đó, ném một cái là chết bà rồi, còn cái gì nữa đâu mà nhây. Có bạn hoa vô sắc là nhây nhây vui à, mà bạn ấy, cái ngọc của bạn ấy phải gối đầu. Hên phết đấy mọi người, chạy gì mà lắm thiệt chứ, cứ nói là chạy cũng vừa vừa thôi. Trận trước đã ăn hạt nhân chết đào rồi, trận này cũng ăn hạt nhân chết đào. Cái hạt nhân đó rất là xịn nha. Thật sự có nhiều con nick anh em nếu như mà xem video để ý, để bữa nào cứ quay trở lại con 26 mà có leo ganh lì xì, con 27 chứ cứ quay cho các bạn xem. Con nick đó 10 trận là hết 8 trận chạy hạt nhân rồi. Cái con nick mà đỡ cứ quay tép lì xì cho anh em xem mà nó nổ liên tục á. Thật sự là ngọc cam giống nhau thôi, nhưng mà có nick nó chạy liên tục, còn có nick các bạn nó ngu lắm, nó âm trì luôn, lâu lâu nó mới chạy một lần thôi. Giờ này chắc là không có bạn nào đi rồi cho nên là không có bắt cặp được nè. Thôi thì chắc là cũng sẽ kết thúc video tại đây luôn ha. Và cảm ơn anh em đã yêu quý mình rất là nhiều. Và các bạn cần gì thì liên hệ với Cú sang Zalo. Và hiện tại thì Cú vẫn thu nick, cho nên anh em nào có nhu cầu thanh lý thì inbox mình, gửi ảnh kèm giá. Được thì anh em giao dịch, còn không được thì anh em vui vẻ nha mọi người. Nick ở bên Cú bán ra thì hiện tại cũng khá là ít, tại vì anh em ủng hộ rất là nhiều và mình không có bán hộ nhiều, mình chỉ tu rồi bán, cho nên nick hơi ít, anh em thông cảm và chờ đợi giúp mình. Rồi bye bye và hẹn anh em ở video sau ha. Rồi ok, bye bye nha mọi người.